Hãy xem cổ thịt chiên vào một tối, để rạng sáng ngày mai đưa Thi Kiều về Mông Cổ. Không, em không về Mông Cổ. Khắc Thiên Kiều. Cổ thịt chiên. Nếu tiểu thư còn thương xót cuộc đời tân nô lệ, thì xin tiểu thư nên về lại với quê hương. Ở lại nơi đây càng giờ có
một điều mà bấy lâu ai anh ôm ấp mãi tông tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ kỷ niệm trong đời mình đã một thời chắc chiêu. Trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì, anh đã buồn đã khổ vì ai, và từ bao lâu rồi cho mãi đến ngày hôm nay. Đã từ lâu anh muốn nói một điều quan trọng, nhưng vẫn ngậm cầm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với một người nỗi đau sầu nhiều, cũng như anh em là kẻ ngày chính khóa đêm ngủ trên vào hiểm ra nguy, chưa bao giờ biết sợ sao bỗng nhiên nghe lành ca tâm hồn. Nhìn anh mấy tôi lòng cũng sắc sẽ buồn, lòng dùng tương chợt nghe mềm một lần đối diện với tình yêu. Dù sao anh đã yêu và vì yêu mà đau khổ, thì chắc hẳn rằng anh hiểu được lòng em. Em muốn bỏ yên cương rời đau kiếm, xỏ tóc mây tô mà thắm môi hồng. Có phải em là người ấy đã hẹn thề nguyện ước? Người ta vẫn hờn hờ và xem em như kẻ là người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hờn hờ xa lạ, thì còn gì niềm đau đớn. Gần gũi tất ngang mà như dạng lý quan sang, tình cấm nến nên tình đành tiếc dòng. Một mây quằn quại bay trong gió lòng, như lòng của em đang bão động tới bời. Tiên kiều ơi, chiều nay bỗng nhiên anh lo sợ những đánh mất một cái gì yêu quý nhất. Nếu một mai giữa xa thường anh gục chết, biết ai là